Quang Nguyễn xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2022. Thì có hai bác khách đặt là hai chiếc loa JBL L1 MK2. Thì đây chúng là giá là 34.900 tặng kèm một cái micro. Micro này bên mình đã làm lại cái đầu echo. Này nha, đơn này mình sẽ gửi đi Cẩm Mỹ Đồng Nai. Còn một cái đơn này sẽ gửi đi Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Ok, mình sẽ share thông tin của khách hàng nha. Đây, cái này một cái là hàng của 3 sao. Rồi trước mình về 8 chiếc mà mình gửi hết đi cho khách rồi. Đây, cái này mình khui ra nhé. Thì đấy, bên trong nó chỉ là sàng thôi. Còn một chiếc này. Chiếc này thì hàng của bên Phúc Giang phân phối nhé. Đây, cho mọi người và các bạn xem này. Đây ạ. Kích hoạt máy điện tử của công ty Phúc Giang nhé. Khui ra này. Thì sẽ, cái này thì chưa khui. Nhưng mà mình sẽ test sau nhé. Đây, và đây. Đây, loa mới nhé. Loa mới nhé. Ok ạ. Và một cái mic. Còn một cái kia, còn một cái mic. Mic này nó hay hay không thì các bạn hãy cùng Quang Nguyễn test karaoke nhé. Và sau đó mở nhạc YouTube test thử cái mic cho các bác xem nó hát nó có hay không nhá. Đã kết nối này. Và Bluetooth này. Bluetooth này. Mình đã kết nối sẵn này. L1 MK2 nhá. Mở YouTube lên test thử. Alo, 1 2 5 6 7. Cái loa này đang gắn pin nhé, công suất 500W. Còn nếu mà ghim điện là 1500W. Hát karaoke rất hay. Chỉ cần mic ghi vào loa, mang đi chơi. Alo, 1 2. Alo, mic giảm hú khá là tốt ạ. Tăng echo lên một chút nha. Alo, 1 2. Ngày xưa em nói em thương có anh thôi, không ai ngoài anh nữa. Ngày xưa em nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời. Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối. Sống cho nhau mà thôi, những lúc sương chiều rơi và khi gió lớn rồi mùa đông băng giá, anh không ngại xa xôi. Ngày xưa em nói không mơ ước cao xa, hãy cùng vang gác kia. Ngày anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Alo, 1 2 1 1 2. Thấy cô ạ, mic nguyên bản này chỉ mình chỉ dùng một cái mic này đi vào loa thì phải là tiện. Đây các bạn xem nhé, cái mic này có chỉ echo được này, cũng khá là hay nhá. Alo, tiếng vang rất là vang. Tắt đi nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6. Đây, mình xách lên cho bạn xem nhé. Đây, cho nhỏ volume xuống, không nó có người hú. Đây. Đó, cân nặng khoảng 17 cân. Đây, chúng ta có thể tháo nó ra. Đây, mic kim ở đây. Tháo nó ra, tháo rời các cái thanh này ra nhé. Tháo rời ra, đây. Đấy, cắm vào loa, mang đi chơi. Đấy, có thể ghim điện, dùng như một loa bình thường. Rất là hay và cao cấp. Đây là một mẫu loa cao cấp nhất của JBL tại thời điểm hiện tại. JBL L1 MK2, một chiếc loa rất là đáng tiền. Nếu các bạn nếu quan tâm tới loa JBL L1 MK2 thì hãy ghé trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm, để có cảm nhận tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn cần mua loa và cần tư vấn ấy, thì hãy liên hệ trực tiếp với Quang Nguyễn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.